Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực. Nhiều di tích trong tỉnh tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 237 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Số lượng du khách đến khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến giảm mạnh. Chùa Phúc Lâm, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi tạm dừng đón khách vì lo ngại dịch COVID-19. Nhân dân xã Giai Phạm có ý thức giữ gìn môi trường tại khu vực các nhà tưởng niệm danh nhân. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, cần nâng cao ý thức phòng dịch COVID-19 tại một số vùng nông thôn. Những ngôi chùa không đốt vàng mã. Cuối chương trình Mục Tinh Hoa Phố Hiến, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về tinh hoa những bệ đá hoa sen trên đất Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hiệu lực sẽ là thông tin mở đầu bản tin văn hóa hôm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 01/2020 QĐ-UBND Hưng Yên quy định về văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hưng Yên. Quy định về văn hóa công vụ chỉ rõ các yêu cầu về thời gian làm việc, trang phục làm việc, thẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tinh thần, thái độ, tác phong làm việc, sử dụng phương tiện, tài sản công vụ, bài trí công sở, các hành vi không được làm, chuẩn mực giao tiếp ứng xử ở công sở, chuẩn mực giao tiếp ứng xử với người dân, chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Quy định đồng thời chỉ rõ việc thực hiện quy định về văn hóa công vụ được đưa vào tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Quy định nhằm xây dựng nền hành chính tỉnh Hưng Yên chuyên nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, chu đáo và thân thiện. Ngày 11 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 237 về tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động lễ hội và di tích. Theo đó, các di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh. Thực hiện công văn này, những di tích thu hút du khách đến tham quan chiêm bái đầu năm như khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên, đền Chử Đồng Tử Tiên Dung, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu đã tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 bằng các biện pháp. Treo pano tuyên truyền về phòng chống dịch ở khu vực di tích, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, rửa tay bằng nước sát khuẩn và xà phòng. Đa số du khách có ý thức phòng chống dịch, tuy nhiên vẫn còn có người thờ ơ không đeo khẩu trang khi đến tham quan chiêm bái tại di tích. Theo Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phú Hiến, thành phố Hưng Yên cho biết, số lượng du khách đến tham quan chiêm bái đã giảm mạnh, ước khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, người dân hạn chế đến những nơi đông người. Để người dân nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh này, thành phố Hưng Yên đã đặt 22 biển và phát loa tuyên truyền về biển hiệu và cách phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại 16 di tích thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến, đền Lạc Long Quân và nhà lưu niệm Bác Hồ. Đồng thời, tăng cường đặt các loại nước rửa tay, xà bông diệt khuẩn tại các khu vệ sinh của các di tích. Cán bộ nhân viên tại đây được trang bị khẩu trang y tế. Những ngày đầu tháng Giêng âm lịch, lượng khách đổ về chùa tăng cao, có những ngày lên đến vài nghìn người. Tuy nhiên, đây cũng là thời gian mà dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang có những diễn biến phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của các cấp về tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chùa Phúc Lâm đã quyết định tạm dừng đón khách và quý Phật tử thập phương đến tham quan dâng hương tại chùa kể từ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 để bảo vệ sức khỏe của du khách và Phật tử thập phương. Xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ vinh dự có nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và nhà tưởng niệm Trung tướng Nguyễn Bình. Đây là nơi thường xuyên có các vị lãnh đạo và du khách tới thăm để tỏ lòng thành kính cũng như tạo ấn tượng tốt đối với khách đến thăm nhà tưởng niệm. Nhân dân xã Giai Phạm có nhiều hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực này. Đều đặn hàng tháng vào các ngày lễ Tết, đoàn thanh niên xã Giai Phạm tổ chức tổng vệ sinh tại khuôn viên nhà tưởng niệm. Đội tự quản của Hội cựu chiến binh xã đảm nhận trồng và chăm sóc hoa cây xanh. Gần 40 hộ dân sống tại khu vực hai nhà tưởng niệm thực hiện không xả rác xuống hồ nước, đồng thời tự nguyện trồng hoa cây xanh trang trí xung quanh khuôn viên nhà tưởng niệm.
Nhờ có sự chung tay bảo vệ môi trường của các ban ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong xã Giai Phạm, cho nên cảnh quan khu vực nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Trung tướng Nguyễn Bình luôn sạch đẹp, để lại ấn tượng tốt đối với du khách. Những thông tin về dịch COVID-19 đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Tại các vùng đô thị, nhiều cửa hàng bán các thiết bị phòng chống dịch thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng bởi người dân ồ ạt xếp hàng đi mua khẩu trang, nước sát khuẩn. Vấn đề này tại các vùng nông thôn đang diễn ra như thế nào? Sau đây là ghi nhận của phóng viên chương trình. Những ngày này, tại chợ xuôi của xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, các hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường như khi chưa có dịch COVID-19. Chợ là nơi tập trung đông người. Mỗi tiểu thương ở đây hàng ngày phải tiếp xúc với cả trăm khách hàng. Song việc đeo khẩu trang găng tay để tự bảo vệ mình dường như chưa đi vào thói quen với những lý do riêng. Thì đeo nó cứ bí, nó không quen. Khẩu trang thì đeo vào nó cũng khó chịu, tâm ra lười. Ở một địa phương khác là xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, qua khảo sát, tình hình tiêu thụ các sản phẩm y tế để phòng dịch có chút biến động so với trước đây, song không đáng kể. Khách đến mua thì cũng tăng lên so với trước khi cái dịch bệnh nó có, nhưng mà cái lượng khách nó tăng lên nó cũng không được nhiều. Vì do mọi người chưa hiểu rõ và chưa nắm được cái tác hại của cái dịch bệnh này gây ra. Tại xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, nơi đã có một bệnh nhân là trường hợp đầu tiên của tỉnh có đầy đủ các yếu tố dịch tễ cần cách ly và xét nghiệm virus COVID-19. Song nhiều người dân trong xã cũng chưa để tâm đến vấn đề này. Tại đất này Hưng Yên mình đây không có bệnh thì mình không cần phải chống gì cả. Ở các nơi khác có nó bị thì mình phải chống, nếu mình có bị đâu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói chống dịch như chống giặc khi nói về dịch COVID-19. Đủ thấy việc chống dịch COVID-19 là việc làm vô cùng cần thiết và cấp bách hiện nay. Sự thiếu hiểu biết coi nhẹ vấn đề ở một bộ phận người dân sẽ gây ra nhiều khó khăn trong quá trình chống lại dịch bệnh này. Vì thế, mỗi người dân cũng cần trang bị cho mình những kiến thức căn bản và nâng cao ý thức phòng dịch để tự bảo vệ bản thân và cộng đồng. Vài năm trở lại đây, hiện tượng đốt vàng mã gây lãng phí và ô nhiễm môi trường được phản ánh nhiều trên báo chí và chưa thuyên giảm tại nhiều điểm di tích. Vậy mà tại thành phố Hưng Yên đã có nhiều ngôi chùa vận động du khách và người dân không đốt vàng mã đang có hiệu quả. Trước đây, tại chùa Đông, thành phố Hưng Yên, cứ mỗi khóa lễ đầu năm hay tuần rằm mùng 1, vàng mã được sử dụng nhiều. Thế nhưng từ khi có công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, thì tại đây đã không còn những khóa lễ dâng sao giải hạn, chỉ còn những buổi lễ cầu an đầu năm không vàng mã, mọi người đến với sự thành tâm. Tôi đến lễ thì thấy thầy giảng giải là không nên đốt vàng mã mà để lãng phí. Hồi xưa tôi ở nhà cũng hay đốt vàng mã, nhưng mà bây từ hồi thầy giảng giải là gia đình tôi cũng bớt đi rồi. Tại chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tuy năm nay vẫn còn một vài du khách mang theo tiền vàng khi đi lễ, nhưng đã hạn chế rất nhiều so với các năm trước. Cũng giống như chùa Đông, người dân và các Phật tử chùa Chuông cũng được đề nghị không đốt vàng mã. Chúng tôi là những Phật tử mà ở chùa Chuông này cũng đã rất là lâu năm rồi. Việc đốt vàng mã thì bây giờ rất là hạn chế. Tất nhiên là có những người dân mà đến thì chúng tôi cũng khuyên rồi giờ chúng tôi cũng chia sẻ để cho mà mọi người biết được là cái chuyện đó là nó tốn kém mà không đem lại cái lợi ích gì cả. Dần dần là cũng đã bớt đi về cái đốt vàng mã. Không riêng gì chùa Chuông hay chùa Đông, tại thành phố Hưng Yên, những năm gần đây, nhiều ngôi chùa như chùa Phố, chùa Cổ Am, chùa Hưng Lâm cũng đã không còn sử dụng vàng mã trong các khóa lễ của nhà Phật. Thay vào đó, các nhà chùa tích cực tuyên truyền đến Phật tử, du khách về tác hại của việc đốt vàng mã. Các gia đình cũng như các Phật tử về chùa chiêm bái Phật, cầu phúc cho mình thì nên tụng kinh niệm Phật cũng như là phóng sinh để cầu phúc thì sẽ có phúc. Chứ còn không nên đốt vàng mã thì rất là lãng phí mà ô nhiễm môi trường. Nhưng với sự kiên trì của các sư thầy trụ trì, ý thức của người dân tốt dần lên, tình trạng đốt vàng mã ở những nơi thờ tự sẽ không còn diễn ra. Hưng Yên được coi là vùng đất trũng có nhiều sông ngòi.
Nhờ những con sông đó mà Phật giáo ở Hưng Yên có điều kiện phát triển nhanh và mạnh. Dọc theo các con sông ở xứ Nhãn là một hệ thống dày đặc các di tích như đình, đền, chùa. Điều đặc biệt là trong những ngôi chùa gần sông đó, chúng ta thường bắt gặp những di vật bằng đá mang thể khối lớn được chạm khắc tinh xảo. Một trong những di vật đá mà được các nhà nghiên cứu di sản văn hóa trong và ngoài nước quan tâm nhất đó là những nhang án đá hoa sen dùng làm bệ thờ tại tòa Tam Bảo ở một số ngôi chùa ở Hưng Yên. Đây là những di vật đã được kết tinh bởi sự tài hoa của các nghệ nhân xưa. Đồng thời, nó còn thể hiện sự huyền bí của Phật Pháp và tư duy mênh mông tràn ngập vũ trụ của văn hóa dân gian Việt. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh ta đã phát hiện được 7 ngôi chùa có nhang án đá hoa sen dùng làm bệ thờ. Đó là ở các chùa Hương Lãng, huyện Văn Lâm, chùa Khúc Lộng, chùa Nhạn Tháp, huyện Văn Giang, chùa Long Cầu, chùa Trà Dương, huyện Phù Cử, chùa Thọ Quang, chùa Dưỡng Phú, huyện Kim Động, chùa Lạc Thủy, huyện Khoái Châu. Các bệ đá hoa sen này có niên đại trải dài từ thời Lý đến thời Hậu Lê, phần lớn làm bằng đá xanh đen hoặc đá màu ghi trắng. Trong số 7 bệ thờ đá hoa sen, có 5 bệ thờ có niên đại thời nhà Trần và nhà Mạc, về mặt bố cục và điêu khắc tương đối giống nhau. Đáng quan tâm nhất là bệ đá hoa sen chùa Hương Lãng. Đây là bệ đá có từ thời nhà Lý. Nhang án này được khắc họa hình linh vật, sư tử, đội tỏa sen tạo thành một khối lớn. Bệ đá hoa sen này có tổng chiều dài 4,2m, rộng 3,5m, cao 1,15m, được ghép bằng các viên đá vuông chạm hình hoa sen mềm mại. Đất này là đất Phật, bởi có một pho tượng đá trên ngồi trên đài sen do con sư tử đội ấy, nó to nhất nước. Nó quy phục để nó đội đài sen. Mà trên cái con lân ấy, chúng ta thấy biết bao nhiêu biểu tượng mà gắn với sấm chớp, gắn với lại hoa lá thiêng. Bệ đá hoa sen hình hộp thời Trần ở chùa Trà Dương và Long Cầu, huyện Phù Cử, chùa Thọ Quang và Nhạn Tháp của huyện Văn Giang gồm có 3 phần. Phần mặt bệ được bao đỡ bởi một đài sen lớn, gồm 2 lớp cánh sen ngửa và 1 lớp cánh sen úp. Các cánh sen đều rất mập, có gờ cong gãy khúc, cuộn lại và bao lấy một cánh sen nhỏ khác. Ở chính giữa có bông hoa nhỏ xinh. Phần thân bệ mặc dù được cấu tạo thu nhỏ thắt lại không đồng nhất với phần trên và phần dưới, nhưng đây lại là nơi xuất hiện nhiều mô típ chạm khắc với nhiều gờ nổi, chia thành các ô, và mỗi ô lại chứa đựng một mô típ trang trí khác nhau: rồng, mây, hoa sen, hoa cúc, sư tử, hươu, hoẵng, dê, hổ, tiên nữ, cây cảnh, vân vân. Vẫn những hoa văn trang trí có tính chất truyền thống như con rồng, hoa sen, hoa dây, mây trời, sóng nước. Vẫn cái cách đưa vào tác phẩm yếu tố chủ đạo là khoảng không nhỏ bé và đều đặn, cung bậc đồng đẳng, khiến cho các họa tiết ken nhau dày đặc. Tất cả dưới bút pháp điêu luyện, dưới bàn tay tinh xảo của nghề nghiệp, đã đem lại cho tác phẩm một tính cách riêng biệt, tinh tế mà không tùn mùn, mềm mại mà vẫn chắc khỏe, đều đặn mà không đơn điệu, đang đối nhưng vẫn có duyên. Vượt lên trên hết vẫn là cái chất dịu dàng, êm ái, toát ra từ vẻ đẹp có phần hoa mỹ của tác phẩm. Các bệ thờ đá hoa sen thời Trần đến thời Mạc ở Hưng Yên phản ánh sự kế thừa văn hóa nghệ thuật thời Lý. Thời Lý, Đại Việt là quốc gia Phật giáo, nên hình tượng Đức Phật tọa trên tòa sen thể hiện nền tảng tinh thần xã hội. Nhưng thời Lý, sự giao lưu văn hóa tương đối cởi mở. Ngoài văn hóa Phật, người Việt du nhập cả văn hóa nghệ thuật Champa, mà hình tượng chim thần Garuda là một trong nhiều minh chứng. Trong khi đó, đạo giáo, nho giáo từ Trung Quốc sang đã ăn sâu trong lòng đời sống xã hội Đại Việt.
Nói khác đi, là quốc gia Phật giáo nhưng Đại Việt thời Lý Trần còn có nhiều tôn giáo khác chung sống trong tín ngưỡng dân gian bản địa. Vì vậy, trên các bệ thờ đá hoa sen ở Hưng Yên đã chạm khắc những hoa văn khác nhau trong nền cảnh không gian văn hóa chung thể hiện tư tưởng Phật là hoa sen. Tuy chỉ là bệ đá để thờ Phật trong chùa, nhưng nó hoàn toàn có khả năng là một chỉ dấu nghệ thuật cuốn hút giới nghiên cứu mỹ thuật cổ hôm nay. Bởi nhìn từ góc độ nghệ thuật, đó là những bức điêu khắc độc đáo, chứa đựng cả một giai đoạn lịch sử dân tộc cùng tinh thần cộng cảm và biểu dương sức mạnh gắn kết cộng đồng rất cao của người Việt, được duy trì cho đến nay. Phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.